Jose Mourinho chia sẻ với một cổ động viên Roma trong buổi tọa đàm tuần trước với Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza tại Pontifical Gregorian University. Trong suốt những năm tháng qua, sự thấu hiểu, bầu không khí thân thuộc, cảm giác chiến thắng thật hạnh phúc, thất bại thì luôn buồn, nhưng chúng ta luôn có nhau, tại AS Roma cũng giống như xúc cảm trong một gia đình. Nếu có điều gì đó để ăn mừng, mọi người đều thấy rất vui, và nếu có điều gì để khóc thì mọi người sẽ khóc cùng nhau. Cuộc sống quan trọng hơn là bóng đá, và gia đình của mỗi chúng ta quan trọng hơn gia đình bóng đá. Thế nhưng Roma vẫn có thể đem lại điều tuyệt vời này cho người hâm mộ của câu lạc bộ, và người hâm mộ đã đón nhận nó bằng cách tích cực nhất với những đôi tay dang rộng. Cách đơn giản nhất, thực dụng và khách quan nhất để định nghĩa về một câu lạc bộ vĩ đại, đó là khẳng định câu lạc bộ đó giành được rất nhiều vinh quang. Không ai am hiểu bóng đá lại có thể phủ nhận việc Real Madrid vĩ đại nhất trong lịch sử, vì họ là đội có được nhiều danh hiệu cao quý nhất. Nhưng cũng có những đội dù không có nhiều chức vô địch nhưng vẫn rất tuyệt vời ở khía cạnh xã hội và cảm xúc họ đem lại. Một câu lạc bộ từ một ngôi làng nhỏ có thể thi đấu ở giải hạng 4 hay hạng 5 và nhận nhiều thất bại, nhưng lũ trẻ ở ngôi làng chưa bao giờ thôi tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đấu câu lạc bộ, vì đó chính là đội bóng mến yêu của các cô bé, cậu bé ấy. Cảm giác thân thuộc này có thể xuất hiện ở bất cứ đội nào, bất cứ nơi đâu. AS Roma mang vẻ đẹp này, và vẻ đẹp ấy thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ bởi vì chúng ta đang ở trong một thành phố nơi các phương tiện truyền thông luôn chia rẽ hoặc cố gắng chia rẽ mọi người. Và đó là lý do Romanisti luôn đặc biệt. Bạn không cần phải cảm ơn tôi, mà tôi xin được gửi lời cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã dành cho tôi trong suốt quãng thời gian ở đây. Đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay 4 tháng 3 năm 2023, trong ngày Jose Mourinho tái xuất sau án cấm chỉ đạo 2 trận, Roma thi đấu tưng bừng khi kiểm soát bóng 51%, dứt điểm 28 lần với 11 cú trúng đích so với 6 và 3 của đội khách. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 52, Sampdoria chỉ còn 10 người, sau khi Jadon Murillo nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính. Ngay ở pha bóng sau đó, AS Roma tận dụng tốt lợi thế hơn người khi Matic có đường chuyền như đặt để Wijnaldum đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Tới phút thứ 87, lại chính Wijnaldum đã tạo nên sự khác biệt khi có pha đi bóng trong vòng cấm khiến Raviola phải phạm lỗi mang về cho AS Roma quả phạt đền. Trên chấm 11m, Dybala không mắc sai lầm nào để nâng thành tích ghi bàn tại Serie A mùa này của mình lên con số 10. Không dừng lại ở đó, tới phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Son Bakken có đường chuyền thuận lợi để En Sarawi băng lên dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 cho AS Roma. Chiến thắng này giúp AS Roma đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 4 là Inter Milan, nhưng chỉ kém AC Milan ở vị trí thứ 3 chỉ 1 điểm.